À, vâng, thưa quý vị nhận ra nữ ca sĩ Loan Châu. Xin kính chào chú Nhạn, Loan Châu xin kính chào tất cả quý vị. À, quý vị cũng biết Loan Châu là đại diện của Trung tâm Y tế Toàn Khoa. À, gọi là Trung tâm Y tế Toàn Khoa bởi vì ngoài việc điều trị, ngoài việc chữa bệnh thì còn lo cả vấn đề thẩm mỹ, phải không cháu? Thẩm mỹ, thưa chú, về thẩm mỹ sắc đẹp, thẩm mỹ chỉnh hình cũng như là tai mũi họng, cũng như lo cho quý vị về tất cả dịch vụ về y tế, thưa chú. À, năm ngoái trên show này cháu giới thiệu lần đầu cùng với chú cháu mình nói chuyện về Trung tâm Y tế Toàn Khoa mà cháu làm đại diện, thì một năm qua thì nó có cái tiến triển gì không về mặt kỹ thuật, về mặt y học không cháu? Dạ thưa chú, trước tiên là sau một năm thì được sự yêu thương và tín nhiệm của tất cả các quý khách cũng như là bệnh nhân, cũng như tất cả các bác sĩ đồng nghiệp, thì càng ngày thì càng có nhiều bác sĩ rất là giỏi hợp tác với lại Trung tâm Y tế Toàn Khoa Coastal Center, thưa chú. Và đặc biệt bây giờ thì tại trung tâm có thêm những thiết bị rất là hiện đại để mà giúp chúng ta truy tầm những căn bệnh về ung thư, thưa chú. Ồ, truy tầm căn bệnh ung thư, cái đó thì quan trọng lắm. Dạ, địa chỉ là... Dạ thưa... Trung tâm Y tế Toàn Khoa Coast Surgery Center tọa lạc trên thành phố, ở tại thành phố Huntington Beach, và số phone đó là 1-855-ANU hoặc là 1-855-263-9968, thưa quý vị. À, thưa quý vị, chương trình đặc biệt này hôm nay thì Trung tâm Y tế Toàn Khoa dạ, vâng, và đại diện là Loan Châu sẽ tặng một trong quý vị khán thính giả đây một cái phiếu 20.000 để quý vị đến sửa sắc đẹp và gọi là makeover. Có nghĩa là quý vị bước vào Trung tâm Y tế Toàn Khoa, khi ra ngoài thì người thân sẽ không nhận ra mình nữa. Cho nên là... Từ A đến Z hả chú? Từ A đến Z. Chúng tôi sẽ lựa một người nào đó để trao tặng cái món quà 20.000 đó. Và ai được tặng thì có bệnh trung tâm sẽ chữa bệnh, mà không có bệnh thì trung tâm sẽ sửa sắc đẹp, nhưng với điều kiện là không được chuyển nhượng cho người khác. Như vậy thì lát nữa chúng tôi đi xuống dưới này để chúng tôi lựa một người. Bây giờ đó, những bà nào cảm thấy mình xấu giơ tay lên. Bây giờ đông quá làm sao lựa chú? Có một ông cũng giơ tay là thế nào? Tôi hỏi là vợ ông kia đừng. Vậy thì quý bà nào tự cảm thấy mình cần makeover thì chút xíu nữa đây chúng tôi xuống dưới đó và Loan Châu và một người đại diện của Trung tâm Y tế Toàn Khoa sẽ tặng quý vị cái certificate 20.000 để quý vị bước vào Trung tâm Y tế Toàn Khoa. Dạ, cảm ơn cháu rất nhiều. Dạ, thưa, cảm ơn chú. Vâng. Cảm ơn quý vị. Vâng. Cháu có nhiều đàn ông giơ tay lắm kìa. Đàn ông khỏi giờ sắc đẹp quý vị.